Làng trài dân lý sau một năm có bích họa, dù vết sơn đã cũ, phai màu, thậm chí bong tróc. Cách đi một năm, dân lý trở nên sống động hơn, thu hút nhiều người đến nhờ những bức bích họa nhiều màu sắc. Đây là ý tưởng của sư Giác Ti, trụ trì tịnh xá Ngọc Hòa ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nhằm trang trí lại cảnh quan, thu hút du khách. Xã sau đó đã vận động người dân cùng các doanh nghiệp chung tay thực hiện. Tuy nhiên, theo thời gian, những vết sơn đã cũ, phai màu, thậm chí bong tróc. Giữa tháng 6 năm 2024, hàng trăm tình nguyện viên, họa sĩ cùng người dân địa phương đã cải tạo, vẽ mới và sơn lại nhiều hạng mục tại làng chài với chất liệu sơn công nghiệp, mang lại diện mạo sáng sủa cho cả làng chài. Đơn vị chịu trách nhiệm thi công các bức bích họa bày tỏ sự tự hào khi mang những hình ảnh phản ánh tinh thần lao động sản xuất của người dân lên các bức bích họa mới. Và thông điệp của lần này đó là giảm phát thải và cải thiện môi trường biển. Đặc trưng của làng Nhân Lý là những cái giếng mà rất nhiều nhà dùng chung, và bọn mình đưa thêm những cái chi tiết đấy vào xong thì mọi người cảm thấy rằng là đây chính là ngôi nhà của tôi, đây chính là ngôi làng của tôi. Cụ thể, các họa sĩ và tình nguyện viên đã thực hiện 8 bức vẽ, tổng diện tích 200m² là các bức tường trong các tuyến đường đá xanh ở thôn Lý Hưng và Lý Hòa, và 700m² tranh vẽ ven bờ kè Nhân Lý. Với chủ đề là giảm phát thải, bảo vệ môi trường biển, các bức tranh có nội dung tôn vinh văn hóa biển xưa như họa tiết bơi trải thuyền rồng trên trống đồng, hoạt động ngày thường của ngư dân, vẻ đẹp làng chài dân lý, cảnh đẹp ven biển. Dự án được khởi động từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 5 năm 2024, triển khai và chuyển giao dự án đến cộng đồng sau một tháng. Thì chúng tôi thấy rằng sau khi mà bờ kè được hoàn thành thì nó đã có một cái điểm nhấn, tạo thêm một cái điểm nhấn rất là đẹp và thay đổi cảnh quan. Theo ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lý, việc sơn vẽ lại làng chài dân lý sau một năm có bích họa là quyết tâm của địa phương trong việc phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững. Không phải nói rằng làm một năm hay hai năm, mà phải nói rằng duy trì mãi mãi để cho coi như là nhân dân và cái thế hệ sau sẽ biết được cái văn hóa làng chài của xã Nhân Lý. Xã Nhân Lý nằm ở bán đảo Phương Mai, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km về phía đông bắc, với 4 thôn Lý Hưng, Lý Lương, Lý Chánh, Lý Hòa. Thời gian qua, làng chài Nhân Lý trở thành địa điểm thu hút khách du lịch nhờ những nỗ lực của địa phương trong việc xây dựng làng bích họa, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Sáng ngày 20 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được tổ chức như giai đoạn 2020-2023. Theo đó, các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 6 năm 2024, chấm thi từ ngày 29 tháng 6 năm 2024. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2024. Vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhận định kỳ thi trung học phổ thông luôn là hoạt động quan trọng, phức tạp, nhạy cảm vì diễn ra trên quy mô toàn quốc với số lượng lớn thí sinh tham gia. Bên cạnh đó, kỳ thi cũng huy động rất đông lực lượng liên quan tham gia làm nhiệm vụ. Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban chỉ đạo cấp quốc gia đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 6 tại 12 địa phương. Đối với công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, ông Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh có 4 vấn đề quan trọng cần chú ý. 1 là tuyệt đối an toàn. Ông Thưởng yêu cầu các lực lượng có liên quan phải đảm bảo an toàn về bảo quản, in ấn, vận chuyển đề thi, bài thi, an toàn về vệ sinh thực phẩm, an toàn về phòng chống cháy nổ, an toàn về điện nước, an toàn giao thông. Hai là xử lý kịp thời những vấn đề tình huống phát sinh bất thường. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức với quy mô lớn, phức tạp, hàng triệu thí sinh dự thi, hàng trăm nghìn cán bộ tham gia vào công tác thi, nên không thể tránh khỏi những sơ suất, tình huống bất thường như thiên tai lũ lụt, điện, nước. Trong trường hợp này, ông Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu các địa phương phải có phương án dự phòng, có tiên lượng trước, thậm chí có những phương án dự phòng cho cả điểm thi, phòng thi nếu có nguy cơ cao chịu tác động của biến đổi thời tiết. Thứ ba là tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị vào phòng thi. Thứ tư, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các điểm thi phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh cả trước và trong kỳ thi, đặc biệt là tại những vùng khó khăn, những nơi cách trở về giao thông phương tiện.
đồng thời lên phương án phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, phụ huynh hỗ trợ. Đối với những địa điểm xa có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa bão thì phải tạo điều kiện cho các thí sinh về điểm thi trước. Theo thống kê của Cục Quản lý Chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hơn 1.071.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 45.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2023. Năm nay cũng là năm cuối cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, nên số thí sinh tự do cũng tăng cao. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 66.927 thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ, chiếm 6,25% tổng số thí sinh, trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng lớn nhất. Thưa quý vị, chiều tối 19 tháng 6 năm 2024, một đám mây nhiều màu sắc đã xuất hiện trên bầu trời thủ đô Hà Nội. Hình ảnh về đám mây nhanh chóng được người dân, nhiếp ảnh gia chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội. Ở nhiều vị trí khác nhau, người dân có thể quan sát đám mây có hình vòng cung, có nhiều màu hồng, cam, xanh. Đám mây duy trì trong vòng 1 giờ và sau đó thì tan biến khi mặt trời lặn. Không chỉ ở Hà Nội mà người dân tại một số địa phương khác ở khu vực miền Bắc cũng đã nhìn thấy và quay lại mây ngũ sắc vào chiều 19 tháng 6. Đây là mây ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời phía tây thành phố Hải Dương vào khoảng tầm 18 giờ chiều ngày 19 tháng 6 năm 2024 nhé. Và ngoài trời thì nhìn nó thật mắt và nó đẹp hơn rất nhiều. Tuy nhiên là do Tú Nguyễn quay phim bằng điện thoại thông minh cho nên là nó không được chất lượng như là máy quay phim chuyên nghiệp. Ông Vũ Thế Hoàng, chủ nhiệm câu lạc bộ Thiên văn Hà Nội HAS nhận định, đây đúng là đám mây ngũ sắc, hiện tượng này rất phổ biến và thường xảy ra ở một địa phương, khu vực cụ thể. Tuy nhiên nó không có điểm báo hoặc dự báo gì về thời tiết ở nơi xuất hiện trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, mây ngũ sắc là hiện tượng nhiễu xạ do các giọt nước hoặc tinh thể băng nhỏ riêng lẻ tán xạ ánh sáng. Đây là sự xuất hiện của màu sắc trong một đám mây tương tự như những gì được nhìn thấy trên các màn dầu trong một vũng nước nằm trong vùng gần vị trí biểu kiến của mặt trời hoặc mặt trăng. Theo các tài liệu, sự phát ngũ sắc của mây do các giọt nước rất đồng đều nhiễu xạ ánh sáng trong phạm vi 10 độ từ mặt trời và do các hiệu ứng giao thoa bậc nhất ngoài phạm vi 10 độ từ mặt trời. Nó có thể mở rộng tới 40 độ từ mặt trời. Nếu các phần của mây chứa các giọt nước nhỏ hoặc các tinh thể băng có kích thước tương tự, thì hiệu ứng tích lũy của chúng được nhìn thấy như là các màu. Mây phải mỏng về mặt quang học để hầu hết các tia sáng chỉ gặp một giọt duy nhất. Do đó, ngũ sắc chủ yếu được nhìn thấy ở rìa đám mây hoặc trong những đám mây gần trong suốt, trong khi những đám mây mới hình thành tạo ra ngũ sắc sáng nhất và nhiều màu sắc nhất. Khi các hạt nước hay băng trong một đám mây mỏng có tỷ lệ lớn kích thước giống nhau, thì ngũ sắc có dạng cấu trúc của quầng sáng, một đĩa tròn sáng xung quanh mặt trời hoặc mặt trăng, với một hoặc nhiều vòng màu bao quanh. Tại địa phương nơi quý vị đang sinh sống thì quý vị có nhìn thấy mây ngũ sắc vào chiều 19 tháng 6 không ạ? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này.